Và kế tiếp ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một phần trình diễn của đội dân vũ thôn Nguyễn Xá với một tác phẩm âm nhạc về miền Quan Họ Kinh Bắc Bắc Ninh với nhạc phẩm Trầu Cau Quan Họ. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời đội văn nghệ, đội dân vũ thôn Nguyễn Xá chuẩn bị tiết mục của mình và cùng trở lên sân khấu. Xin một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của đội dân vũ thôn Nguyễn Xá ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Trình diễn rất tuyệt vời, những điệu nhảy rất huyền truyền của đội dân vũ thôn Nguyễn Xá của chúng ta. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức cũng như thay mặt cho dòng họ, xin được cảm ơn đội văn nghệ thôn Nguyễn Xá.